Chào các em, để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn lịch sử địa lý 8, cô có một số hướng dẫn đối với phân môn địa lý như sau. Về nội dung ôn tập phân môn địa lý, các em sẽ ôn bài 14, vị trí địa lý Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam. Bài 15, đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam. Hình thức bài kiểm tra, trắc nghiệm cộng tự luận. Phần trắc nghiệm, cô sẽ in đề cương và phát cho các em. Các em sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa và trả lời các câu trắc nghiệm này. Còn về phần tự luận, thì các em sẽ ôn tập một số nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là các em sẽ trình bày phạm vi của Biển Đông. Ở trên màn hình là phần gợi ý trả lời của cô. Các em cũng đọc nội dung trong sách giáo khoa và hoàn thiện nội dung này. Thì phần phạm vi của Biển Đông, các em sẽ nêu phạm vi của Biển Đông và phạm vi của vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông. Nội dung thứ hai, các em sẽ đi giải thích tại sao nói Biển Đông là biển tương đối kín. Thì nhìn vào bản đồ vị trí và phạm vi của Biển Đông, thì chúng ta sẽ thấy được là ở phía Bắc và phía Tây của Biển Đông thì được bao bọc bởi lục địa Á-Âu. Còn ở phía Đông và phía Đông Nam thì Biển Đông được bao bọc bởi các đảo thuộc quần đảo Philippines, Malaysia và Indonesia, ở một số đảo như là đảo Luzon thuộc Philippines, đảo Palawan, đảo Kalimantan, đảo Sumatra, vân vân. Biển Đông chỉ thông ra Thái Bình Dương và các biển lân cận qua những eo biển hẹp. Chúng ta có thể kể tên một số eo biển. Đó là eo Đài Loan, eo Basi, eo Mindoro, eo Palabak, eo Kalimantan, eo Gapa, eo Malacca, vân vân. Nội dung thứ ba, kể tên các bộ phận của vùng biển Việt Nam. Vùng biển Việt Nam gồm có 5 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, nội thủy, là vùng nước tiếp giáp với bờ biển ở trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam. Bộ phận thứ hai là lãnh hải. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam. Bộ phận thứ ba, vùng tiếp giáp lãnh hải, là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải. Bộ phận thứ tư, vùng đặc quyền kinh tế, là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Bộ phận thứ 5 là thềm lục địa, là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam. Trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Trên đây là một số hướng dẫn ôn tập đối với phân môn địa lý. Chúc các em ôn tập tốt, làm bài đạt kết quả cao.